Ghê vậy. Em mặc áo body nữa. Chủ tịch. Chủ tịch ơi. Cái này chủ tịch mặc áo body. Chủ tịch này mặc áo body đó. Té. À. À. Chủ tịch ơi. Chủ tịch này lớn rồi, chủ tịch đi chơi rồi. Chủ tịch ơi, chủ tịch ơi. À. Từ từ thôi. Chủ tịch là anti fan của ba nha. Nhi, đừng có ghẹo em con. Ê, chủ tịch ơi. Dẫn ra quán đi Ngọc ơi. Ra nguy hiểm đi ra. Chủ tịch ơi, chủ tịch sợ ba lắm. Chủ tịch ơi con nhìn nè, chủ tịch ơi. Nói đi, nghe tôi nói nè. Tại sao mà cứ bỏ đi hoài? Hả? Ai đẻ mình ra? Ai là người yêu thương mình? Đúng không? Cú. Sợ không? Hút mũi cho em không? Bệnh rồi, chủ tịch bệnh này cô chú ơi. Định la chủ tịch mà chủ tịch dễ thương quá. Ngày nào cũng bị la quên. Nhà có chữ không cha? Nhà có chữ nữa không? Cha gọi điện thoại mà nói nó mà mắc cổ cái nước bào lên trời vỡ. Vậy hả? Ừ. Lên trời luôn hả? Lên trời vỡ đó. Quá trời, ông nội cưng quá hả? Cắm một máy cho em đi tay. Bữa nay nó cho bạn ông miếng đi cho nó không vậy. Ông con ông nhìn thay lại chật đây à. Mấy ông nội đó, nãy bị ba la ông nội ơi. Ba la con nè, không con kèo lên mạnh nè. Kèo lên, mạnh. Đó. Mạnh lên. Ba la con nè. Thương quá. Ba la con nè. Ba đâu? Ba chị. Trưởng nhóm Antifan đó, chị. Vô. Con à, con nhớ con giao ra.
Không dối hả? Ho ho ho. Là mét á, giả bộ hả Quỳnh? Bà nội đâu? Ngồi em đó. Sao đau hoài vậy Quỳnh? Sao đau hoài vậy? Bị gì đau? Hả? Đau hoài. Bữa đi khám tổng quát, gia đình đi khám tổng quát nha. Nha. Rồi chừng nào biết nói. Khen. Đẹp trai. Nghe cái lỗ mũi nó ló là. Có lỗ mũi gì mà ló. Ông nội đang khen không à. Rồi khen ba đứa nó nào kiếm mũi cao chứ. Ờ. Ừ. Có mũi ngọc nó đẹp. Này con Giang, Giang nội quýnh cái bệnh rồi. Giang nội nè, quýnh. Quýnh tay nội nè. Kéo vô. Đâu gì đâu gì đâu. Hôm nay bà nội cho mặc áo body không Quỳnh? Y chang ha ông nội, ông cháu y chang à. Cái mặt của ta là mặt tập nè. Bà nội bà sợ phải không? Bà giao cái bà bỏ bà chạy à. Không, bà nội đi ăn rồi, bà ăn được 2 tô. 2 tô cũng điều à? Cho nên là hơi lâu xíu. À, bà nội đi ăn rồi. Ăn là 2 tô với thêm 1 tô thêm đồ thêm. À, tấp binh đồ thêm. Về nhà là nói không ăn, chưa ăn. À, về là nói không ăn hả? Ừ. Ăn không nổi, ăn không vô. Không vô đó. Ê, 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 ê. Lụm em lại, lụm em lại. Cái đó, nó đạp cái đó. Không sao, không sao. Sao ngộ ha, con mà bu bằng ngọc không ha? Hả Quỳnh? Sao con mình mà bu người ta không Quỳnh? Ôi, chưa thấy bao giờ mà nhân viên lại... nhân viên đó. Ê hề hề. Hát đi hát tặng hát đi. Ngọc ơi. Nhi ơi. Học bài chưa? Yeah. Rồi thôi bye bye cô chú nè, bye bye mọi người nè. Bye bye. Bye mọi người. Ơi quán ế quá, nếu ai mà rảnh thì lên quán chơi nha. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.